Anh Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay bonsai Kim Sơn thân mời nhà mình ghé giao lưu một số cây cảnh, cây bonsai về mình trang trí sân vườn luôn nha. Thì mỗi cây bên nhà vườn đều có báo mã số hết. Mã số nào đã giao lưu bên nhà vườn sẽ để trong phần bình luận luôn. Còn mã số nào chưa, nhà mình xem ưng ý thì liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn. Rồi, cây đầu tiên của tập này có mã số là 11. Mã số 11 gồm có 5 cây sam núi trái nha mình nha. Sam núi trái luôn. Sam núi trái này là sam núi trái nhánh chiết nha. Đây, cây đang trái luôn đây. Thân thì cũng bằng ngón tay nè, có hai cây lớn nè. Còn mấy này là nó cũng nhỏ hơn ngón tay một chút. Toàn bộ là sam trái luôn nha. Đây, ở đây nó có hai trái nữa đây. Thì cái này về mình sắp rừng năm thân ngũ phúc luôn. Cái này về mình sắp rừng năm thân ngũ phúc luôn nha. Năm cây này nhà vườn xin giao lưu là 500k bao ship luôn. Về mình sắp rừng năm thân ngũ phúc là tuyệt vời luôn. 5 cây sam trái nhánh chiết 500k bao ship. Về mình làm cái rừng năm thân là tuyệt vời luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua lô này luôn. Mình có cung cấp nhánh chiết sam núi trái nha mình nè. Nhánh chiết sam núi trái về mình sắp rừng luôn. Cái này thì cây nhỏ thôi. Cái này thì nó bằng đầu đũa, lớn hơn đầu đũa chút xíu đó. Nói chung là tầm đuôi đũa rồi thôi. Đó, cây cao cỡ tầm 20 trở lên. Cũng có to có nhỏ này, cũng nó cũng phân ra nha. Thì cái dòng này thì 5 cây. 5 cây 200k bao ship luôn nha. Về mình lấy giống hoặc là mình sắp rừng gì đó cũng đều ok luôn. 5 cây 200k bao ship sam núi trái. Số lượng không giới hạn luôn nha. Nếu mình ưng ý thì cứ chốt số lượng cho nhà vườn xin thông tin luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số 12 gồm có hai cây găng vàng mini lũa thép luôn nha. Đây, lũa thép luôn. Đây một cây và đây một cây, dán rừng lên thân luôn nha. Hai cây này dọn vườn là 200k bao ship luôn. 200k bao ship. Mã số 12. Ở tập trước nó cũng lên rồi, tập này mình lên lại. Nếu được duyên ủng hộ luôn nha. 200k bao ship mã số 12, gồm hai cây găng vàng hay còn gọi là găng tu hú nha. Loại này là loại lá tròn luôn. Rồi nhà vườn xin qua hai cái này luôn nha. Giao lưu kế tiếp có mã số là 13, gồm có một bọc sam hương giống nha mình nha, sam hương giống Đài Loan. Cái này á, ban đầu cái lá nó to như thế này này. Nhưng mình không nghĩ rằng là khi mà cái lá to này xong là nó sẽ có những cái lá nhỏ như này thôi. Đó, nó không phải là nó giữ cái lá to này mãi mãi nha. Đó, đây nè, lá rất là nhỏ. Khi mà cái lá to nó mình tuốt đi thì nó chỉ còn lại cái lá nhỏ thôi, chứ nó không có ra cái lá to này nữa. Nó chỉ ra, nó ra ngoài phần ngọn thôi. Mình cắt đi là nó sẽ không có ra nữa nha. Thì những cái này á, về mình tuốt cái lá này đi và mình có thể mình cắt hom lại, mình dăm tiếp sẽ nhân ra rất là nhiều cây luôn nha. Rồi bọc này 200k bao ship luôn, về mình lấy giống luôn nha. Thì có một số cây ở trong này á, về mình có thể mình chiết ra, mình sẽ cắt ngắn lại, mình tận dụng những cái hôm này mình dăm tiếp nha. Đó, mình dăm tiếp mình sẽ có rất là nhiều giống. Và mình dăm những cái phôi gốc này lại, mình sẽ lấy rễ, mình sẽ bám cho bám đá, hoặc là mình làm rễ quái gì đó tùy theo sở thích của mỗi người luôn nha. Thì nhà vườn cũng có chia sẻ mấy clip cây ôm đá đồ đó, rất là duyên luôn. Sam hương Đài Loan nó là một dòng cây rất là tiềm năng về bonsai nha. 200k bao ship mã số 13. Rồi nhà vườn xin qua bọc sam hương giống này luôn nha. 14 cũng là một bọc sam hương giống luôn nha. Sam hương Đài Loan giống luôn đây. Này cũng cả tầm cả hơn đó, chắc cũng tầm chục cây á, nhưng mà nhiêu này á mình có thể nhân ra hàng ngàn cây luôn nha. Đó, mình cứ về mình cắt cái mình tuốt cái lá đây, mình cắt những cái hòm, mình lấy những cái hòm mình dăm lại. Mình dăm trong cát, đất, sơ dừa gì đó là ok thôi. Và nó sẽ cho ra rất là nhiều. Và có những cái cây bonsai tiềm năng.
cũng 200k bao ship luôn nha. Mã số 14 là một bọc sam hương giống Đài Loan luôn. Rồi nhà vườn xin qua mã số 14 này luôn. Xin giao lưu kế tiếp có mã số là 15. 15 là một cụm bùm sụm hay còn gọi là trà phúc kiến luôn nha. Cái này đang sống khỏe luôn, đang bung mầm sống khỏe luôn. Bầu đất rin luôn nha mình. Cây đang chuẩn bị cho bông luôn. Cụm này thì giống như liền cốt vậy nha mình. Liền cốt á. Cụm này liền cốt. Này về mình làm cụm rừng cũng rất ok luôn. Trái ăn rất là ngon nha. Trái như trái sam núi luôn. Cái này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh là 450k bao ship luôn nha. 450k bao ship. Cái bầu đất phần này nó hơi to. Về mình có thể mình xén nhỏ bớt đi. Và mình thêm chất trồng nữa là ok thôi. Cây cao có tầm là 2, 4, tầm 60. Bầu này có tầm 30. 450k bao ship luôn nha. Giao lưu nhanh với nhà mình về sưu tầm luôn. Là một cụm bùm sụm hay còn gọi là trà phúc kiến luôn nha. Tiếng Trung Quốc gọi là phu chen trá. Rồi mã số 15, 450k bao ship luôn nha. Là một cụm bùm sụm phong thiên nhiên luôn. Cụm này cũng rất ok luôn. Cây đang sống khỏe luôn nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cụm này luôn. Giao lưu kế tiếp có mã số là 16. Mã số 16 là một cây kim tiền. Lũ thép âm thân luôn nha. Lũ thép luôn. Cây này có hoành chắc tầm 40. Cây cao là 2, 4, tầm 50. Bầu ươm có tầm 30. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh. Dọn vườn 300k bao ship luôn nha. Dọn vườn 300k bao ship. Mã số 16 là một cây kim tiền. Lũ thép âm thân luôn. Dọn vườn luôn nha. 300k bao ship. Mã số 16. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi mã số 17. Dọn vườn cây kim tiền. Lũ thép âm thân luôn nha. Cây này có lũ thép lên đây luôn. Nhưng mà ở trên này nó có thân sống luôn nha. Trên ngọn nó có thân sống luôn. Ở phần giữa đây nó có một thân lũ này. Thân này mình cạo lũ đi. Cái này hoành chắc mới tầm 60 nha mình. Cây cao là 2, 4, 6, 70. Bầu ươm có tầm 40 luôn nha. Cái này dọn vườn là 450k bao ship luôn. Dọn vườn giao lưu nhanh luôn nha. Là một cây kim tiền. Cây này đế rất là ok luôn. Dọn vườn 450k bao ship rất chi là mềm luôn. Đây rất là khủng luôn nha. Dọn vườn luôn để nhập cây khác về giao lưu tiếp. 450k bao ship luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 18. Là một cây kim tiền form thiên nhiên. Sống khỏe luôn nha. Cái này lá đang non nó bự như thế này thôi. Nhưng mà khi mà nó gần lá lại đủ nắng là lá nó cũng nhỏ thôi chứ không có to. Cây này thì ở bên ba thân này sống. Có thân này thân khô lũ luôn nha. Thì hoành chắc cũng tầm 30 hơn. Cây cao là tầm 60. Bầu ươm có tầm 30. Dọn vườn 300k bao ship luôn nha mình. Kim tiền hay còn gọi là đồng tiền vảy ốc thanh ốc sam trâu luôn. Dọn vườn 300k bao ship luôn. Nhà mình xem tham khảo ưng ý ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 19. Là một cụm bằng lăng tím lá nhỏ form thiên nhiên. Sống khỏe luôn nha. Cụm này đường kính có tầm 30. Cây cao là 2, 4, 6, 70. Bầu ươm là cỡ tầm 45 đó nha mình. Cây này dọn vườn là 550k bao ship luôn nha. Dọn vườn 550k bao ship luôn. Bằng lăng tím lá nhỏ form thiên nhiên. Sống khỏe luôn nha. Dọn vườn 550k bao ship. Rất chi là mềm luôn. Nhà mình xem tham khảo ưng ý ủng hộ luôn nha. Rất chi là mềm luôn. Mình nhanh tay ủng hộ cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 20. Là một cụm bằng lăng tím lá nhỏ form thiên nhiên. Liền cốt luôn nha. Cái này là ở bên này nó có một thân sống ở đây. Ở đây nó có những cái thân sống ở dưới này. Thân này khô lũ này. Cái phần này bị khô lũ luôn nha. Cái phần đây cũng bị khô lũ luôn. Đó. Chỉ còn lại nè. 1, 2, 3. Có phần ở giữa đây thôi. Đó, phần từ số 20 trở về đây. Và thân này là thân sống. Còn lại là thân khô lũ luôn nha. Mình có thể tạo lũ luôn. Ở bên trong là nó là một cái hốc lũ luôn nha. Cái này dọn vườn luôn. 300k bao ship luôn nha mình.
dọn vườn 300k bao ship. Cái này thì chiều dài bầu đất, bầu ươm có tầm 50, cây cao có tầm 40. Dọn vườn 300k bao ship, giao lưu nhanh với nhà mình luôn. Mình sưu tầm luôn nha. Bằng lăng tím lá nhỏ luôn. Dọn vườn 300k bao ship. Rồi cái này cũng đã kết thúc luôn. Nhà vườn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn. Rồi vườn thân chào nhà mình, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành luôn.